Kính thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn đó là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta hàng ngàn đời qua. Cùng với cả nước, những ngày tháng 7 này, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của mình, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, các gia đình người có công, các mẹ Việt Nam anh hùng. Góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp bước cha anh làm rạng danh trang sử hào hùng của quê hương. Những nén nhang thơm tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc. Những lời động viên, thăm hỏi ân cần cùng với các hoạt động quan tâm chăm sóc. Những món quà đông đầy tình nghĩa của các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh dành cho những người có công với đất nước. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa là của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đây là một nhiệm vụ, là một cái đạo lý thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ cùng trồng cây của các thế hệ đi sau đối với các thế hệ cha đi trước. Chính vì vậy thì trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng vũ trang tỉnh là thực hiện ba lo. Thứ nhất là lo cho dân, thứ hai là lo cho bạn và thứ ba là lo cho mình. Qua đó để làm tốt hơn nữa cái vai trò của lực lượng vũ trang trong cái công tác đền ơn đáp nghĩa. Thì đối với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang chúng ta cần phải phát huy hết cái tinh thần trách nhiệm. Chúng ta thực hiện tốt ba chức năng, trong đó là một đội quân công tác, đội quân sản xuất và một đội quân chiến đấu. Và như vậy thì chúng ta mới thể hiện được là đội quân đội chúng ta là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ. Ngôi nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chính ở ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đức Đỏ hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày. Tiếng nói cười, thăm hỏi rộn rã của các anh chị ở Hội Phụ Nữ và Đoàn Viên Thanh Niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khiến ngôi nhà thêm ấm áp. Mẹ Chính là vợ của liệt sĩ Trần Văn Thắng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nguyên đại đội trưởng đại đội C-30 thuộc tỉnh đội Bà Rịa Long Khánh. Lần thứ hai, mẹ nhận tin dữ khi người con trai của mẹ, liệt sĩ Trần Văn Thành, chiến sĩ của tỉnh đội Bà Rịa Long Khánh, đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng. Chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, bởi mẹ luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, tình cảm yêu thương, trân trọng của những người đồng đội, đồng chí, của chồng, của con mẹ. Mà mỗi lần các anh, các chị đến chơi nhà là mỗi lần mẹ lại đông đầy cảm xúc, chờ đón những đứa con ruột thịt ở xa về thăm mẹ. Phần nào đã giúp mẹ vơi đi nỗi nhớ chồng, nhớ con và nỗi cô quạnh của tuổi già. Thì tụi con xuống vui, mừng, trong cho tụi con xuống ngồi xuống giờ, trong tụi con xuống. Thì cảm ơn tụi con thôi, cảm ơn tụi con xuống đầy đủ, thăm má thôi. Xuống phải một năm hai lần mới là nhận vui, có tụi con xuống vui. Hôm nay được Bộ Chỉ huy tỉnh tổ chức đi thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, là giúp em hiểu hơn về lịch sử, sự mất mát hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng. Em cảm thấy là mình cần phải cố gắng học tập và làm tròn nghĩa vụ của người chiến sĩ. Tri ân những người có công với quê hương đất nước, đó là việc làm được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng quan tâm. Hàng năm vào các ngày lễ Tết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan đoàn thể của các địa phương trong tỉnh, tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cũng như các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần hỗ trợ kịp thời những gia đình này vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong những năm qua, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cũng như là thủ trưởng các cấp luôn tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các chuyến giao lưu về nguồn, thăm các di tích lịch sử, cũng như là thăm các gia đình chính sách, các gia đình có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, và thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua các cái hoạt động như thế này thì giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên trau dồi thêm các cái kiến thức về bản
bản lĩnh chính trị vững vàng và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, cũng như là giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ hiểu thêm về cái truyền thống của đất nước cũng như là của dân tộc và của lực lượng vũ trang tỉnh. Và trong cái dịp 27 tháng 7 này thì đoàn thanh niên huyện phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà và khám phát thuốc cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Lấp Đỏ. Thì đây là một hoạt động ý nghĩa mà đoàn thanh niên huyện cùng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng muốn là tổ chức hoạt động để nhằm giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh niên, qua đó thì phát huy hơn nữa cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn cho các bạn, cho các bạn đoàn viên thanh niên. Chăm lo cho người còn sống đó là bổn phận, nhưng quan tâm đến những người đã khuất đó là đạo lý. Một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tham gia đó là những chuyến về nguồn thăm các di tích lịch sử, các khu tưởng niệm, các địa chỉ đỏ gắn với hai cuộc kháng chiến của dân tộc, tham gia hoạt động chăm sóc tôn tạo các di tích nghĩa trang liệt sĩ. Chuyến về nguồn do các đơn vị đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức cho các chiến sĩ mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Đoàn đến dân hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con gái đất đỏ kiên trung, bất khuất với nhiều chiến công vang dội. Không khai thác được thông tin, giặc Pháp đầy chị Sáu ra Côn Đảo và kết án tử hình. Nhưng trước cái chết cận kề, chị vẫn không run sợ. Tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ xã Long Phước, các chiến sĩ được nghe giới thiệu truyền thống cách mạng địa phương và địa đạo Long Phước, tham quan khu di tích lịch sử chiến khu Minh Đạm, tham quan học tập tại phòng truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chuyến về nguồn đã đem đến cho các chiến sĩ nhiều cung bậc cảm xúc, cũng như tăng thêm sự hiểu biết về truyền thống đấu tranh của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu anh hùng, dạy các bạn trẻ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đang ở tại địa đạo Long Phước, nơi mà ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, cho đồng bào, cho tổ quốc. Đi về tôi sẽ cố gắng học tập công tác trong 2 năm tại ngũ sắp tới ở bất cứ đơn vị nào. Phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi dễ dàng. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh bằng những việc làm ý nghĩa đã và đang từng ngày cùng với chính quyền các địa phương dùng đắp thêm truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn. Còn đây là mệnh lệnh từ mỗi trái tim của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Quý vị vừa theo dõi chương trình Trọn vẹn nghĩa tình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.